Thưa quý vị, sau nhiều lần người dân sống gần trạm thu phí Bến Thủy dừng ô tô, xe máy bày tỏ sự phản đối việc thu phí bằng cách đi chậm thành đoàn và dùng tiền lẻ mua vé gây tắc đường, thì ngày 11 tháng 4, những bức xúc của người dân tại khu vực này có lẽ đã được giải quyết thỏa đáng. Sáng 11 tháng 4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã có cuộc làm việc với hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, gọi tắt là CNCO 4, cũng là nhà đầu tư trạm thu phí Bến Thủy 1. Cuộc họp đã thống nhất miễn phí vé qua trạm đối với các phương tiện loại 1, gồm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn, và loại 2, gồm xe từ 12 ghế đến 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn, của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc họp cũng thống nhất miễn phí đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy 1. Việc miễn phí áp dụng từ ngày 24 tháng 4 năm 2017. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, việc thu phí qua trạm Bến Thủy nhằm thu hồi vốn dự án BOT đường tránh thành phố Vinh và quốc lộ 1A mở rộng, đoạn Nam cầu Bến Thủy 2 đến đường tránh thành phố Hà Tĩnh có chiều dài 35,1 km. Trong đó, trạm thu phí ở cầu Bến Thủy 1 không đặt trên tuyến đường BOT, nhưng ô tô của người dân địa phương qua lại vẫn bị thu phí nhiều năm nay. Từ đầu tháng 12 năm 2016 đến nay, nhiều lần người dân huyện Nghi Xuân đồng loạt chạy ô tô ra trạm thu phí này dùng tiền lẻ mệnh giá dưới 1.000 đồng mua vé để phản đối việc thu phí phi lý đối với họ, gây ách tắc giao thông. Ngày 9 tháng 4 vừa qua là lần thứ 3 trong một tuần, khoảng 100 tài xế ô tô đã phản ứng bằng việc rồng rắn dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1. Để tránh ách tắc giao thông, nhà đầu tư buộc phải mở cửa barrier cả 3 làn xe cho hàng chục xe đi qua mà không buộc phải mua vé. Mới đây, CNCO 4 đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải giảm 50% giá vé cho người dân các địa phương hai bên trạm này kể từ ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, người dân không đồng tình với giải pháp này và tiếp tục dùng biện pháp đi chậm và dùng tiền lẻ để gây ách tắc. Vụ việc khiến Thủ tướng phải có ý kiến chỉ đạo và cuộc họp ngày 11 tháng 4 có lẽ đã đưa ra giải pháp cuối cùng. Mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.